Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ xô xát liên quan đến học sinh. Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba em học sinh ở tỉnh Quảng Nam đang ngồi trong quán ăn thì một nhóm đối tượng xông vào, dùng hung khí tấn công gây thương tích. Theo đó, đoạn clip dài khoảng 34 giây ghi lại cảnh nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào quán nước ven đường trước trường học. Tại đây khi bắt gặp ba nam sinh đang ngồi uống nước, nhóm thanh niên đã gây thương tích cho hai nam sinh. Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên lấy chai thủy tinh từ quán nước ra tay liên tiếp, khiến vỏ chai bị vỡ tung, một em học sinh ôm đầu hoảng loạn. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận, đa phần tỏ ý bất bình trước cách hành xử mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên trên. Liên quan tới vụ việc trên, đại tá Trần Văn Xuân, trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đã nắm thông tin và xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nghi lại cảnh một số em học sinh bị nhóm thanh niên dùng hung khí xông vào gây thương tích. Theo đại tá Xuân, Vụ việc xảy ra tại khu vực gần trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình vào khoảng 11 giờ trưa ngày 28 tháng 10. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc này. Bước đầu công an xác định, một học sinh bị gây thương tích được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa, huyện Thăng Bình điều trị. Một em bị thương nhẹ hơn đang được cán bộ công an lấy lời khai. Riêng nhóm thanh niên gây thương tích cho các em học sinh này đang được công an huyện Thăng Bình triệu tập lên làm rõ.